Tại sao mua bất động sản ngay khi luật chưa áp dụng? Muốn chia sẻ với anh chị ra một cái điều. Cái điều thứ nhất, đấy là chúng ta cần chú ý sắp tới những cái việc chúng ta mua bán, giao dịch bất động sản thì cần phải qua ngân hàng. Đó là một cái yếu tố trên 300 triệu. Và ngay bây giờ là chúng ta cũng đã cần giao dịch là phải trên 300 triệu thì cần phải vào ngân hàng. Như vậy sau này cái việc để chúng ta cầm một bán lô tiền, một bì tiền giống như ngày trước, nó chụp lên là bây giờ hôm nay tôi chốt được một lô mấy chục tỷ như vậy, và làm cái điều đó thì là một trong những cái điều là sau này không còn cơ hội làm việc đó nữa. Vì lý do đấy là khi chúng ta đầu tư thì chúng ta phải minh bạch cái tiền vào và tránh được cái tiền thất thu thuế. Vậy thì cái việc bây giờ còn có cơ hội để làm may sao, gọi là làm bất động sản hợp đồng hai giá. Hợp đồng hai giá là gì? Là trước đây bây giờ chúng ta mua là một miếng đất là 10 tỷ chúng ta có thể khai 2-3 tỷ, nhưng sau này khi luật áp dụng vào việc là một giá trong cái việc trên một địa phương, và sau này từ ngày 1/1/5 khi áp dụng vào luật thì cái việc đấy nó sẽ gọi là bỏ khung giá đất và theo giá thị trường, thì chắc chắn một điều rằng cái việc để áp thuế khi chúng ta giao dịch nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Cái thứ hai nữa là cái việc mà chúng ta để cân chứng minh trong cái việc là tiền đâu ra để chúng ta giao dịch, tiền đâu ra để mình mua bán, thì cái việc đấy vẫn là một trong những cái câu hỏi mà nhiều anh chị chưa để ý rằng những tất cả những cái nước phát triển là tại sao bất động sản phát triển bền vững, đó là liên quan đến cái việc thuế thu nhập cá nhân, liên quan đến cái việc là chúng ta tiền đâu ra để đầu tư, làm cho cái thị trường minh bạch hơn, làm cho cái thị trường nó tốt hơn. Vậy thì nên đầu tư từ bây giờ và đừng tên ngay những cái bất động sản mà mình muốn để lâu dài, mình không mua đi bán lại nữa, thì nên đầu tư từ bây giờ khi mình còn là cơ hội để mình là làm ngay những cái tài sản và tạo ngay dòng tiền khi còn chưa có sự cạnh tranh, thì sẽ mang lại được những cái giá trị bền vững hơn, lâu dài hơn trong cái việc chúng ta đầu tư. Bây giờ không còn là ăn sổi ở thì ngắn hạn nâng co nâng cọc nữa, mà là phải đầu tư ngay. Thì đó là cái lý do thứ hai cần phải đầu tư ngay. Cái thứ ba, đó là cái thời điểm này là một trong những cái thời điểm mà bất động sản lãi suất đang thấp. Chính cái điều đó nó sẽ có, sắp tới sẽ có cái sự lạm phát, cái sự tiền mất giá so với ngoại tệ, so với vàng, so với những cái tài sản như bất động sản. Vậy thì nếu anh chị chúng ta mà cầm tiền hoặc chờ đợi thì đó có lẽ là một trong những cái cơ hội mà dẫn đến cái việc mình mất tiền nhanh nhất. Bởi vì khi luật áp dụng rồi thì cái việc đó sẽ có những cái sự lòng tin trong những anh chị đầu tư, trong những nhà đầu tư. Vậy thì khi luật chưa áp dụng thì sẽ có những cái cơ hội tránh sáng tránh tối để chúng ta tìm những cái tài sản nó phù hợp với mình. Đặc biệt trong thời gian vừa rồi, nhiều anh chị đang mang một cái sợ hãi hoặc biết cái tài sản trong vòng một năm này nó giảm đến 30% rồi, nhưng hoặc là thậm chí là 40% rồi, nhưng không mua được là vì không xoay nổi tiền ngay, chứ không phải người ta không thích mua đâu. Bây giờ có nhiều cái tài sản của đình, có những anh bạn anh bảo ngày hôm qua hôm nay bán rồi, bởi vì những cái tài sản đấy nó quá rẻ hơn giá thị trường này. Nó nằm một cái là ngân hàng có thể định giá cao hơn những cái tài sản đấy và dòng tiền rất là tốt. Đó là một cái điều mà khi chúng ta đầu tư ấy, là rủi ro nằm trong cái việc là cơ hội. Khi chúng ta nhìn vào những cái cơ hội đấy, chúng ta biết rằng những cái cơ hội đấy nó mang đến cho mình phù hợp với tài chính của mình thì mình nên đầu tư, còn đừng chờ đợi. Cái gì chờ, cái gì mà mình chưa quyết định thì cái đấy lại là mất cơ hội cho mình. Cái việc mà mất cơ hội hoặc mình chờ luôn luôn mang đến một trong những cái điều, đó là ai nhanh, ai rõ ràng về mục tiêu thì người đấy sẽ thắng. Và đặc biệt trong cái trò chơi bất động sản cũng vậy, trong cái luật và 2024 này là có nhiều anh chị đang còn chú ý cái việc này này, vì nhiều người họ chưa nắm bắt cái việc này nên họ cũng chưa để ý đến cái việc là khi mà thả giá thị trường ra thì có một cái điều đấy là chuyển đổi mục đích, chắc chắn một điều là sẽ tăng giá. Anh chị phải đóng thuế cao lên thì anh chị phải tăng giá. Cái thứ tiếp theo đấy là cái tính chu kỳ. Bao nhiêu anh chị để ý rằng cái thời điểm 2013, 14, 15 là bất động sản ở các tỉnh hầu như nó lại quay lại một cái như thầy vậy. Nhưng mà với thời điểm này nó cũng lặp lại là 2023, 2024. Nhưng 2025 thì chưa biết chuyện gì xảy ra, có nhiều khu vực nó sẽ tăng giá với những cái chính sách được hỗ trợ về cái việc doanh nghiệp như nhà xã hội, với những cái chính sách về đất nông nghiệp được mở ra cho những cái đối tượng các công ty, các doanh nghiệp được làm lập kế hoạch sử dụng, lập những cái đề án để làm thì sẽ được sử dụng những cái đất tại khu vực đấy. Với những người Việt kiều cũng sẽ được mở ra cái đối tượng, và lúc đấy cái lòng tin của các nhà đầu tư thì họ vào thị trường. Và đặc biệt với thời điểm hiện nay, đấy là như anh chị để ý rằng đó là 2 triệu tỷ nó sẽ vào thị trường.